Chúng ta ở đây vì một sứ mệnh. Thượng đẳng. Là anh người, chúng nó không làm chết đâu. Anh em mình hay ở chỗ, chúng ta cũng làm chết. Mà đen. Biết nghĩ là phải biết vỡ. Vỡ là một sứ mệnh, vinh quang đấy đó. Ê đèn, tại sao chúng ta ở đây vậy?